chức National Employment Law Project, viết tắt là NELP, cho biết là California là một trong 20 tiểu bang tăng lương tối thiểu vào ngay đầu năm 2020. Theo đài KTLA cho biết là nhiều tiểu bang đã tăng lương vào ngày 1 tháng Giêng năm 2020, nhưng New York đã thông qua điều này vào ngày 31 tháng 12. Và đầu năm 2020, 20 tiểu bang cùng 26 thành phố và quận hạt, đa số ở California, sẽ tăng mức lương tối thiểu. Lương tối thiểu ở California tăng lên 1 đô la Mỹ, lên đến 13 đô la Mỹ cho 1 giờ đối với những công ty có ít nhất là 26 nhân viên, và lên 12 đô la Mỹ 1 giờ đối với các tiểu thương. NELP cho biết là 4 tiểu bang cùng 23 thành phố và quận hạt khác nhau sẽ tăng lương tối thiểu vào tháng 7. Trong tháng 7, các doanh nghiệp lớn của thành phố Los Angeles và các thành phố thuộc quận hạt này như là Malibu, Pasadena, Santa Monica sẽ tăng lương lên là 15 đô la Mỹ 1 giờ. Trong khi đó, các mục tiêu của California là muốn tăng lương từ 15 đô la Mỹ 1 giờ từ đây cho đến năm 2023. Chuyên gia nghiên cứu Janet cho biết việc tăng lương này sẽ giúp cho những nhân viên trước đây được trả tiền ít nay có lợi rất là nhiều và sẽ giúp cho họ trang trải được chi phí sống ngày càng tăng lên. Các tiểu bang tăng lương tối thiểu trong năm 2020 gồm có Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, Oregon, South Dakota, Vermont và Washington. Và đây thực sự là một niềm vui lớn cho nhiều người Mỹ gốc Việt chúng ta, bởi lẽ cuộc sống ngày càng khó khăn và chi phí ngày càng đắt đỏ hơn. Nếu được tăng lương như vậy thì một ngày lương của người Việt chúng ta cũng khá là đáng kể trong năm 2020 này. Và cuộc sống sẽ thực sự là dễ thở hơn. Một người gốc Việt bất ngờ bị bắn chết tại một nhà hàng ở phía tây thành phố Melbourne, ngay trước mặt vợ và đứa con sơ sinh của anh. Cảnh sát cho biết nạn nhân là một người gốc Việt 43 tuổi đã sống ở Úc nhiều năm. Hung thủ đã bỏ trốn ngay sau khi gây án, theo trang Herosun. Dù là đội cứu thương đã nhanh chóng đến hiện trường tại vùng Sunshine West, nhưng nạn nhân không thể qua khỏi vì các vết thương quá nặng. Một điều đáng đau lòng nữa, ngoài đứa con sơ sinh của anh, thì vợ của anh đang mang thai đứa con thứ hai ở tháng đầu tiên. Người vợ đã ngất xỉu ngay sau khi tận mắt chứng kiến hung thủ bắn chết chồng của mình. Người thân của nạn nhân tới hiện trường cùng lúc với cảnh sát. Em trai của nạn nhân, anh Thái, cho biết gia đình đang vô cùng hoảng loạn. Theo cảnh sát thì nạn nhân bị bắn khi chạm trán một kẻ lạ mặt xâm nhập. Y đã đột nhập vào nhà của nạn nhân từ cửa sau của căn nhà. Và cảnh sát đã tìm thấy những mảnh vỡ từ cửa kính tại hiện trường. Lực lượng an ninh đang điều tra nguyên nhân là sự việc theo hai hướng. Một là vụ tấn công có chủ đích. Hai là một vụ trộm bình thường. Người vợ đã nhìn thấy gương mặt của kẻ tấn công và cảnh sát cũng như là đội chó săn nghiệp vụ đang nỗ lực tìm kiếm hung thủ trong những khu vực lân cận. Họ cho rằng nghi phạm vẫn còn giữ khẩu súng. Cô Elena, một người dân địa phương, cho biết vụ tấn công khiến cho họ vô cùng kinh hoàng. Theo cô, khu vực này vốn là một nơi yên bình trước sự việc xảy ra. Chị Ngọc Diệp, 41 tuổi, đang sinh sống với người chồng hơn chị 20 tuổi, anh Daniel, ở Bruxelles, ở Bỉ cùng với ba đứa con trai. 16 năm sống nơi xứ người, chị đã trải qua rất nhiều khó khăn, từ việc chật vật học tiếng, thi lấy bằng dạy trường mẫu giáo và mới đây nhất là hoàn thành khóa học, trở thành bếp trưởng cực kỳ khắc nghiệt. Sau đây là bài chia sẻ của chị về hành trình không ngừng học hỏi của mình. 16 năm trước, tháng 4 năm 2001, tôi theo chồng đến Bỉ với nhiều hứng khởi sau 3 năm yêu xa, nhưng con đã phải nhận gáo nước lạnh ngay trong ngày cưới. Đang hạnh phúc nhận lời chúc tụng của mọi người, một người cháu ruột của anh Daniel bất ngờ đến bên tôi và nói cô kết hôn với chú Daniel vì tiền chứ đâu phải vì yêu. Hơi sốc khi bị nói thẳng nhưng tôi bình tĩnh đáp lại rằng cháu dần dần sẽ hiểu được con người cô, đừng vội vàng đánh giá.
Thời điểm đó, chồng tôi đang là trợ lý cho một quan chức cấp cao ở Bỉ, còn tôi chỉ là cô gái nghèo, tốt nghiệp cấp 3 xong đi làm nhân viên trong nhà hàng Nhật ở Việt Nam, kiếm tiền phụ giúp mẹ. Khi quen và yêu anh, tôi không hề biết anh làm chức vụ gì cho đến khi gần kết hôn. Từ lần đó, tôi tự nhủ là sẽ chứng minh cho mọi người thấy là tôi thực sự đến với anh vì tình yêu, chứ không vì bất cứ điều gì khác. Sang Bỉ được một tháng, tôi đi học tiếng Hà Lan với mong muốn nhanh hòa nhập với cộng đồng và kiếm được việc làm. Dù rất cố gắng nhưng thời điểm đó tôi không xin được công việc gì vì tiếng bản ngữ không tốt. Năm 2003, tôi sinh con trai đầu lòng, Tim Vinh. Khi con được 1 tuổi, tôi đăng ký học khóa lấy chứng chỉ nuôi dạy trẻ. Lúc đầu chồng không đồng ý, nói tôi không cần đi làm vì tiền, anh dư nuôi cả nhà. Nhưng tôi không chịu, tôi nói nếu anh không cho tôi đi học, kiếm việc, anh hãy đưa tôi vào trại tâm thần vì tôi đang quá khủng hoảng. Khóa học kéo dài gần 3 năm đã lấy đi của tôi nhiều mồ hôi, nước mắt. Vì tiếng Hà Lan của tôi còn kém nên tôi luôn phải cố gắng gấp đôi, gấp ba các bạn học cùng. Ngày ngày khi học xong tôi vội vã trở về nhà cơm nước, chồng con, đêm lại ôm sách học tiếp. Không biết bao lần tôi ngủ gục trên bàn cho đến sáng. May mắn là sau khi nhận bằng tôi xin ngay được việc tại một nhà trẻ, được ký hợp đồng dài hạn, công việc ổn định. Tôi tiếp tục sinh hai con trai, Jen Quang và Steve Jing Ming vào năm 2008 và 2011. Vừa đi làm, vừa một tay chăm sóc ba con khiến tôi rất tất bật cả ngày. Chồng tôi khá vụng về khi chăm con hay làm việc nhà vì anh là con út. Từ trước đến giờ không phải đụng vào bất cứ việc gì. Từ đường ống nước hỏng, ổ điện hư v.v. tôi đều tự mình giải quyết. Chính cuộc sống nghèo khó lăn lộn đủ nghề khi ở Việt Nam đã tạo cho tôi bản lĩnh không ngại khó, ngại khổ việc gì. Giữa năm 2016 khi đang làm việc ở trường mầm non, cô hiệu trưởng gọi tôi lên và đưa cho tôi một tờ giấy. Đó là tờ đăng ký học lớp phụ bếp, bếp trưởng theo một chương trình do chính phủ Bỉ tài trợ. Đây là chương trình giúp người lao động có thêm bằng cấp chính quy theo đuổi mơ ước và đáp ứng nhu cầu nhân sự cho những ngành thiếu nhân lực trầm trọng ở Bỉ như giáo viên mầm non, phụ bếp, bếp trưởng, làm bánh, y tá v.v. Nếu tôi theo học, tôi vẫn được hưởng lương đầy đủ ở nhà trẻ, tiền học cũng được miễn phí hoàn toàn. Đầu tiên, chúng tôi phải trải qua 3 ngày sơ tuyển gắt gao, nấu món ăn theo đề bài. Họ sẽ chọn những người có đủ trình độ, năng lực trước khi chính thức được học tại trường đào tạo nhà hàng, khách sạn uy tín nhất ở Bỉ. Tôi không quá khó khăn vượt qua vòng đầu, nhưng từ đây những ngày tháng khủng khiếp mới thực sự bắt đầu. Tôi là học viên gần như lớn tuổi nhất lớp, còn phần đông là lứa tuổi từ 23 đến 25. Những từ chuyên môn tiếng Pháp, cả trăm lời dặn dò, hướng dẫn của giáo viên v.v. khiến tôi bị hoảng loạn. Ngoại hình 1m45 thấp bé cũng là điểm yếu của tôi trong bếp. Trong khi người ta cao lớn có thể bê cả nồi nước lớn mấy chục lít, tôi loay hoay tìm thùng nước nhỏ rồi bỏ từng chút vào nồi. Tôi phải học cách thái hành không ra tiếng, 2 phút làm xong 10 trứng chiên, hay cuốn cùng lúc 4 cái gỏi cuốn nhanh nhất có thể. Ngay trong tuần học đầu tiên tôi bị sốc và muốn bỏ cuộc, tôi stress đến nỗi không thể nhớ nổi cái gì, liên tục phải hỏi thầy. Càng hỏi thầy càng mắng. Tôi vẫn còn nhớ y nguyên lần thầy lấy cái chảo đập mạnh vào bàn rửa inox mà tôi làm sai. Âm thanh chét chúa kinh khủng đó đến giờ vẫn còn ám ảnh tôi. Tai tôi bị ảnh hưởng rất nhiều, nghe kém đi rõ rệt khi học làm bếp. Một ngày học của tôi bắt đầu từ 9 giờ sáng cho tới 17 giờ chiều. Cứ học lý thuyết xong là bắt tay vào thực hành. Tôi bị sốc khi bước vào một môi trường hoàn toàn khác biệt. Nếu ở trường mầm non là một môi trường đầy sự yêu thương, dịu dàng, thì trong nhà bếp hoàn toàn khác hẳn. Ở đó không có chỗ cho tình cảm, tất cả phải chính xác, nhanh nhẹn và kỷ luật. Tôi khóc rất nhiều nhưng nhất quyết không bỏ cuộc. 6 tháng học, tôi chỉ nghỉ duy nhất một ngày, đó là khi con tôi ốm. Thời gian đó mỗi ngày tôi chỉ có khoảng 4 tiếng để ngủ vì quay mòng mòng với việc học, chăm con, v.v. Đầu gối, tay chân luôn trong trạng thái rã từng khúc vì hầu như không có thời gian nghỉ trong ngày. Cứ học xong từ 2 đến 3 tuần chúng tôi lại kiểm tra. Ai không đạt sẽ bị loại ngay. Lớp lúc đầu có 14 người nhưng sau khi khóa học kết thúc chỉ còn lại 6 người. Trong đó tôi thuộc top đứng đầu. Tôi biết những cố gắng của mình đã được đền đáp xứng đáng. Sau khi học xong khóa phụ bếp, tôi quyết định học lấy bằng bếp trưởng cấp tốc 6 tháng với hành trình gian nan không kém. Thời gian này tôi đi thực hành nhiều ở nhà hàng, khách sạn. Thời gian làm việc một ngày kéo dài từ 12 đến 15 giờ đồng hồ. Nhiều hôm còn không kịp ăn trưa. Sau hơn một năm vất vả học tập, chị Diệp muốn dành thời gian cho ba cậu con trai và gia đình. Khác với phụ bếp,
Khác với phụ bếp, học web trưởng tôi cần phải dùng nhiều đến cái đầu, tức là khả năng quản lý, điều phối công việc, nghĩ ra các món mới, chứ không phải răm rắp tuân lệnh, nướng thịt, rán khoai, chan nước sốt như trước vân vân. Tôi phải học cách tận dụng tối đa các loại nguyên liệu, ví dụ như củ cà rốt phải dùng hết từ vỏ đến ruột vân vân. Tôi biết cách tính toán thành phần, sáng tạo ra những món mới có hương vị riêng vân vân. Thời gian này tôi thực tập ở nhiều nhà hàng lớn tại Brussels với yêu cầu rất cao. Là một người rất cầu toàn, sạch sẽ nên tôi luôn là người ở lại cuối cùng để dọn dẹp. Hết ca đã 23 giờ đêm, nhưng nếu mọi thứ chưa sạch, người dọn chưa làm cẩn thận, tôi không ngại ở lại sắp xếp trà sàn đến 1 giờ sáng, vân vân. Có lẽ chứng kiến sự chăm chỉ của tôi nên đầu bếp chính, kiêm ông chủ nhà hàng nơi tôi thực tập đã yên tâm trao toàn quyền cho tôi khi ông có việc đi nước ngoài. Khi tôi lấy bằng đầu bếp chính, ông ngỏ ý muốn tôi về làm việc, nhưng tôi từ chối. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình vì hơn một năm qua tôi quá bận rộn. Tôi sẽ quay trở lại nhà trẻ và cố gắng tháng 9 tới đăng ký học quản trị kinh doanh để sau này có thể trở thành một chủ nhà hàng nếu tôi muốn. Sau tất cả những gì tôi làm được trong suốt 16 năm qua, gia đình nhà chồng đã có cái nhìn thiện cảm và thừa nhận năng lực của tôi. Chừng đó thời gian cũng đủ là chứng minh tôi và anh Daniel đến với nhau vì tình yêu chứ không hề có lý do nào khác. Tôi nghĩ mình hãy cứ sống cuộc sống của mình và lấy những lời chỉ trích nghi ngờ của người khác làm động lực để tiến về phía trước. Dẫu không đơn giản nhưng nỗ lực ắt sẽ thành công. Trong ngôi nhà xinh đẹp ở thành phố Boise, Idaho, Mỹ, chị Hằng, 31 tuổi, đang có cuộc sống viên mãn cùng ông xã David và hai con. Không như một số phụ nữ tại đây, chị Hằng chưa từng yên phận để chồng nuôi, mà ngay từ lúc mới chân ướt chân ráo sang Mỹ, chị đã tự nhủ là phải đứng trên đôi chân của mình. Song không bằng cấp, tiếng Anh muốn nói gì cũng phải dùng từ điển. Chị đã phải chịu muôn vàn tủi nhục. Trước khi có được công việc bao người mơ ước trong một công ty xuất nhập khẩu của châu Âu, là người châu Á duy nhất trong công ty này, nhưng chị được cấp trên ưu ái giao cho phụ trách các đối tác quan trọng. Mỗi ngày hiện tại chị phải khai thuế hải quan xuất nhập khẩu cùng nhiều dịch vụ khác cho 10 công ty mình chịu trách nhiệm. Đêm về chị lại quản lý việc kinh doanh hàng mỹ nghệ từ Việt Nam sang Mỹ cùng dịch vụ ship hàng về Việt Nam cũng như nội địa Mỹ. Chị quê ở Trảng Bom, Đồng Nai, đã ra dáng một người con cả đảm đang, bố làm thợ hàn, mẹ chạy chợ. Hằng đảm đương mọi việc trong nhà. Cuộc sống của cô thiếu nữ xáo trộn khi mùa hè năm 2002 bà nội từ Mỹ về nước, dẫn theo một chàng trai ngoại quốc. Bà nội Hằng rất muốn ghép đôi cô cháu gái với anh chàng tốt tính này, nhưng Hằng đang tuổi ăn, tuổi chơi nên ghét ra mặt. David năm đó 26 tuổi, chia sẻ là thích Việt Nam nên anh theo chân bà sang đây du lịch. Thời gian ngắn ở đây, có không ít cô gái Việt theo đuổi, nhưng chẳng hiểu sao khi gặp Hằng nhìn thấy cô bé gầy nhẵn mà ưng ư bướng, anh lại thấy thú vị. David càng nhìn chằm chằm thì càng bị Hằng xua đuổi như đỉa phải vôi. Anh ấy phải ở nhà mình 3 tuần, mình rất khó chịu, lạnh lùng, ăn nói cộc lốc, cư xử tệ vậy mà anh ấy cứ dịu dàng ngọt ngào, chị Hằng nhớ lại. Một lần cả gia đình Hằng dẫn David đi Đà Lạt, vì ghét quá nên ăn cơm xong Hằng bỏ ra ngoài chơi, không chú ý ngoài trời rất lạnh. Lát sau David đi ra đưa cho chị cái áo. Hành động quan tâm của anh khiến chị nhìn lại thái độ của mình. Khi David về nước, Hằng đồng ý cho anh một cơ hội tìm hiểu. 2 năm tiếp theo, chàng trai Mỹ đều đặn gửi tình yêu về Việt Nam qua những lá thư, cú điện thoại. Vốn lãng mạn nên anh hay tặng cô gái Việt những món quà nhỏ bất ngờ. Những lá thư có các câu tiếng Việt hoặc là hát cho cô nghe những bản tình ca. 2 năm sau, David quay trở lại cầu hôn và đón Hằng sang Mỹ. Năm đó cô vừa tròn 18 tuổi, bà nội ở xa, nên chỉ một mình Hằng tự xoay sở cuộc sống mới. Ra đi với tâm thế hào hứng bao nhiêu thì cuộc sống xa lạ nơi đất khách và nỗi nhớ gia đình đã vùi dập Hằng bấy nhiêu. Chị bộc bạch: suốt 4 năm trời tôi sống trong nỗi buồn chán, không quen đồ ăn, nhớ và lo cho cha mẹ. Trong đầu chỉ nghĩ phải về Việt Nam thôi, nếu không phải vì tình yêu quá lớn của chồng, gia đình chồng quá tốt thì tôi đã quay về rồi. David làm marketing trong một công ty điện tử, đủ sức để nuôi vợ con và báo hiếu bố mẹ vợ. Song vợ cương quyết tự lo cho gia đình ở quê nhà nên anh buộc phải đồng ý cho chị đi làm. Công việc đầu tiên là làm thu ngân trong siêu thị, nhưng vì khả năng giao tiếp kém nên Hằng luôn bị nhìn bằng ánh mắt coi thường.
Có lần chị làm trong một quán ăn của người Việt, nhưng cũng thường xuyên bị bà chủ quát mắng, sỉ nhục. Kiếm một công việc rất khó khăn nên chị đã nuốt nước mắt vào trong. Năm 2010, Hằng xin vào một công ty may mặc với mức lương 8 đồng một giờ. Công việc ban đầu cũng rất khó khăn khi chị không biết may nên thường bị những đồng hương người Việt chê bai. Chắc chắn sẽ bị đuổi trong vòng một tuần hoặc là trời ơi coi nó may nè. 3 tháng sau, công ty tuyển vị trí quản lý chăm sóc khách hàng. Chị Hằng nộp hồ sơ ứng tuyển cùng với 15 người có kinh nghiệm lâu năm. Biết chuyện vẫn những đồng nghiệp kia nói, mày trèo cao quá, mày châu Á mà đòi lên chức. Lúc mình vào phỏng vấn, người quản lý đã hỏi, cho tôi biết lý do tại sao nên chọn bạn khi bạn mới làm được 3 tháng. Mình xoáy thẳng vào mắt người quản lý trả lời kiên quyết, vì tôi muốn chức vụ đó và tôi tin là sẽ làm tốt hơn những người khác, chị thuật lại như vậy. Thật bất ngờ họ đã chọn cô gái Việt vì thái độ quá tự tin của chị. Đây cũng là bước ngoặt lớn kể từ khi Hằng đi làm trên đất Mỹ. 4 năm sau, công ty may đóng cửa, Hằng đi học làm móng, nhưng tiếp xúc một thời gian ngắn. Chị không thấy đam mê với công việc nên từ bỏ dù lương khá cao. Cùng lúc đó có một công ty xuất nhập khẩu của châu Âu tuyển người làm. Ban đầu khi đọc yêu cầu tuyển dụng, chị cũng sợ vì có 10 đòi hỏi. Quan trọng nhất là bằng cấp mà chị thì không có. Nhưng vẫn với thái độ không có gì để mất, Hằng tự tin tham dự phỏng vấn cùng 40 đối thủ. Mình vẫn mặt dày lắm, không kinh nghiệm mà vẫn tỏ ra chuyên nghiệp, ăn nói tự tin, hạnh phúc vỡ òa khi họ nói sẽ chọn mình, chị hạnh phúc khoe như vậy. Với sự tự tin và niềm đam mê, chị Hằng nhanh chóng hòa nhập công việc. Đầu năm 2017 vừa rồi, chị Hằng lập kỷ lục và được thư khen ngợi của sếp khi chỉ trong một ngày đã thông quan 31 chuyến hàng vào Mỹ. Năng lực được ghi nhận, trọng trách được giao càng lớn, chị Hằng trở thành nhân viên quan trọng của công ty. Mới đây chị còn nhận được 4 lời mời từ các công ty xuất nhập khẩu khác, trả một mức lương khá cao, nhưng vì quý người sếp đã nâng đỡ mình nên chị vẫn gắn bó với công ty này. Cũng từ đây bà mẹ hai con đã nảy ra ý tưởng nhập hàng hóa do người Việt làm để cung cấp cho thị trường Mỹ. Tiếp đó chị kinh doanh thêm dịch vụ ship hàng trong nội địa Mỹ và ship hàng về Việt Nam. Trong thời gian tới, chị sẽ tập trung vào việc nhập cà phê organic của Việt Nam bán cho các đối tác nước ngoài. David, 41 tuổi, giải bày anh rất hài lòng với sự trưởng thành của vợ và sẵn sàng gánh vác mọi công việc gia đình để chị có thể theo đuổi đam mê. Cô ấy đã gây dựng được sự nghiệp cho mình từ con số 0. Gia đình, bạn bè tôi đều rất nể phục cô ấy. Chỉ cần vợ cười hạnh phúc thì tôi có thể làm bất cứ việc gì. Chị Hằng cảm kích chia sẻ, chồng đúng là món quà tuyệt vời nhất ông trời đã ban cho và may mắn chị đã không bỏ qua. Trong hơn chục năm sống cùng nhau, anh đã ở bên chị mọi lúc, chia sẻ cùng chị mọi cay đắng ngọt bùi. Biết mình nhớ nhà nên anh tự lên mạng học cách nấu những món ăn Việt Nam. Anh ấy học văn hóa Việt để mang vào cuộc sống hàng ngày. Vào các dịp lễ Tết, anh tự biết đi mua đồ về trang trí, có bộ phim Việt nào hay và anh mang về cho mình xem, khiến mình cảm giác đang ở quê nhà. Giọng xúc động chị chia sẻ như vậy. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.